Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất. Kim Vũ xin kính chào quý vị đang trên kênh Anh TV. Hôm nay ngày 28 tháng 8 năm 2020, gồm các bản tin sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi. Mỹ trừng phạt viện nghiên cứu phát triển vaccine COVID Vũ Hán của Nga Mỹ đã liệt 5 viện nghiên cứu của Nga vào danh sách trừng phạt, bao gồm cơ sở nghiên cứu vaccine ngừa COVID Vũ Hán. Hãng tin Sputnik ngày 26 tháng 8 dẫn thông báo của Bộ Thương mại Mỹ cho biết 5 viện nghiên cứu của Nga đã bị liệt vào danh sách trừng phạt, trong đó có Viện Nghiên cứu Khoa học Trung ương 48 thuộc Bộ Quốc phòng Nga. Đây là cơ sở nghiên cứu tham gia vào quá trình phát triển vaccine ngừa dịch COVID Vũ Hán của Nga, cùng với Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Gamaliya bao gồm việc thử nghiệm tính độc sự an toàn khả năng miễn dịch và hiệu quả phòng bệnh cơ quan của chính phủ mỹ cáo buộc các viện nghiên cứu bị trừng phạt của nga đang tham gia vào việc phát triển vũ khí sinh học và hóa học tuy nhiên washington không đưa ra bằng chứng cho cáo buộc này việc bị đưa vào danh sách trừng phạt của bộ thương mại mỹ đồng nghĩa với việc các nhà chức trách mỹ sẽ áp đặt các biện pháp hạn chế đối với hoạt động xuất cảng và vận chuyển hàng hóa theo các quy định hiện hành đối với các cá nhân và tổ chức bị cho là có nguy cơ gây ra các mối đe dọa cho an ninh quốc gia và lợi ích chính sách đối ngoại của Mỹ. Ngoài Viện Nghiên cứu Khoa học Trung ương 48, Mỹ cũng áp lệnh trừng phạt đối với Viện Thử nghiệm và Nghiên cứu Trung ương 33 thuộc Bộ Quốc phòng Nga và Viện Nghiên cứu Công nghệ và Hóa học Hữu cơ Nhà nước. Theo thông tin chính thức, Viện Thử nghiệm và Nghiên cứu Trung ương 33 là Viện Nghiên cứu đầu ngành của Nga trong lĩnh vực phóng xạ, bảo vệ sinh học và hóa học. Sputnik V, vaccine COVID vũ hán đầu tiên của Nga, do viện nghiên cứu Gamaleya tại Moscow và Bộ Quốc phòng Nga phát triển. Chính phủ Nga chính thức đăng ký Sputnik V vào ngày 11 tháng 8 và Nga cũng là nước đầu tiên trên thế giới cấp phép vaccine dịch COVID vũ hán. Xin mời quý vị theo dõi bản tin tiếp theo. Trung Quốc yêu cầu Mỹ sửa chữa sai lầm việc trừng phạt 24 công ty xây đảo nhân tạo ở Biển Đông sau khi Mỹ thông báo trừng phạt 24 công ty Trung Quốc và các cá nhân liên quan vì tham gia xây dựng các đảo nhân tạo phi pháp ở Biển Đông, Trung Quốc lên tiếng yêu cầu Mỹ sửa chữa sai lầm và dọa sẽ đáp trả. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 27 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói rằng việc Mỹ trừng phạt các công ty Trung Quốc tham gia xây đảo nhân tạo ở Biển Đông là vô lý. Ông Triệu lập luận một cách vô căn cứ rằng những hoạt động xây dựng này đang diễn ra trên lãnh thổ của trung quốc và hoàn toàn nằm trong phạm vi chủ quyền không liên quan gì tới quân sự quá việc các công ty trung quốc tham gia xây dựng là hợp lý và hợp pháp còn việc mỹ áp trừng phạt phi pháp lên các công ty này thì một chút đạo lý cũng không có ông triệu nói rằng động thái của mỹ vi phạm luật quốc tế theo logic ngang ngược và chính trị cường quyền ông triệu nói trung quốc thúc giục mỹ sửa chữa sai lầm và dọa sát áp dụng các biện pháp tương ứng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc. Trước đó, Bộ Thương mại Mỹ ngày 26 tháng 8 thông báo liệt vào danh sách đen 24 công ty Trung Quốc và những cá nhân liên quan vì vai trò của họ trong việc giúp quân đội Trung Quốc xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo bị quốc tế lên án ở Biển Đông. Trong số này có Tập đoàn Kiến thiết Giao thông Trung Quốc CCC, gã khổng lồ, quen mặt trong các dự án hạ tầng ở Đông Nam Á. Washington nói rằng CCC và các công ty con đi đầu trong hoạt động bồi đắp và quân sự hóa trái phép các thực thể nhân tạo ở Biển Đông. Bộ Thương mại Mỹ cho biết, kể từ năm 2013, Trung Quốc đã nạo vét và bồi đắp hơn 1.200 hecta đất trên nhiều thực thể mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép ở Biển Đông, đồng thời lắp đặt các hệ thống phòng không và tên lửa chống hạm ở đây. Nước Mỹ, các nước láng giềng của Trung Quốc và cộng đồng quốc tế đã quở trách các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông và lên án việc xây dựng các đảo nhân tạo, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross nói: Thưa quý vị, khu trục hạm Mỹ áp sát Hoàng Sa sau vụ Trung Quốc phóng tên lửa ra biển Đông. Mỹ đã điều một tàu khu trục tiến hành tuần tra tự do hàng hải gần quần đảo Hoàng Sa sau khi Trung Quốc bị cho là phóng hai tên lửa đạn đạo ra biển Đông. Hãng tin USNI cho biết, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Mustin của Hải quân Mỹ ngày 27 tháng 8 đã đi qua khu vực gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam trong sứ mệnh tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông. Jane Motion, người phát ngôn hạm đội 7 của Hải quân Mỹ cho biết, hoạt động này nhằm thách thức các hạn chế bất hợp pháp đối với hoạt động hàng hải ở vùng biển được quốc tế công nhận, đồng thời thách thức các yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. Động thái trên diễn ra một ngày sau khi Trung Quốc bị cho là phóng tên lửa đạn đạo ra Biển Đông trong cuộc tập trận gây lo ngại Báo vô điện qua Nam buổi sáng dẫn nguồn thạo tin cho biết, Trung Quốc đã phóng hai tên lửa đạn đạo sát thủ tàu bay DF26B và DF21D ra biển Đông trong cuộc tập trận bắn đạn thật vào sáng ngày 26 tháng 8. Tên lửa DF26B được phóng từ tỉnh Thanh Hải, tây bắc Trung Quốc, trong khi đó tên lửa DF21D phóng đi từ tỉnh Chiết Giang ở phía đông nước này. Cả hai được phóng vào khu vực Trung Quốc đã lập vùng cấm bay trên biển Đông. Ngũ Giác Đài hôm qua cho rằng động thái trên của Trung Quốc đi ngược lại cam kết mà Bắc Kinh đưa ra năm 2002 về việc tránh các hành động khiêu khích ở Biển Đông. Các hành động của Trung Quốc, trong đó thử tên lửa tiếp tục gây bất ổn tình hình Biển Đông. Những hành động như vậy vi phạm cam kết của Trung Quốc theo tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông năm 2002 nhằm tránh các hoạt động gây phức tạp hay leo thang căng thẳng hay ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định trong khu vực thông báo nhấn mạnh. Ngũ giác đài cũng cho rằng cuộc tập trận của Trung Quốc từ ngày 23 đến 29 tháng 8 gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam là một trong những hành động của Trung Quốc nhằm đưa ra yêu sách chủ quyền hàng hải phi lý và gây bất lợi cho các nước láng giềng ở Đông Nam Á. Ngũ giác đài cho biết hồi tháng 7, cơ quan này đã hối thúc Trung Quốc giảm các hoạt động quân sự hóa và cưỡng ép ở khu vực, song Bắc Kinh tiếp tục các cuộc tập trận, trong đó có phóng tên lửa đạn đạo. Xin mời quý vị theo dõi bản tin kế tiếp. Tổng thống Putin cho biết Nga sẽ có vaccine COVID Vũ Hán thứ hai vào tháng 9. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này sẽ có vaccine ngừa COVID Vũ Hán thứ hai vào tháng 9 sau khi họ phê duyệt vaccine đầu tiên mang tên Smutnik V. Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh Russia 24, Tổng thống Putin nói rằng vaccine COVID Vũ Hán thứ hai của Nga sẽ sẵn sàng vào tháng 9. Sẽ có một vaccine khác sẵn sàng vào tháng 9, nó đang được phát triển bởi viện nghiên cứu Vixter nổi tiếng ở Novosibirsk. Ông Putin nói: "Ông lưu ý rằng vắc được đăng ký hồi đầu tháng mang tên Sputnik V và vắc thứ hai có thể sẽ cạnh tranh với nhau. Tổng thống Nga hy vọng vắc mới sẽ có hiệu quả như Sputnik V. Chúng tôi đã làm mọi thứ cần thiết để đăng ký Sputnik V dưới một điều kiện và điều kiện là nghiên cứu sâu hơn về vắc thông qua quá trình phân phối quy mô lớn." vì vậy chúng tôi đã thực hiện các bước tuân theo luật của nga một cách nghiêm ngặt ông putin lý giải smutnik v là vaccine được phát triển bởi nghiên cứu dịch tễ và vi sinh gamalia vaccine hai thành phần có thể cung cấp khả năng miễn dịch với virus sars gây ra bệnh covid vũ hán trong ít nhất 2 năm ông putin trước đó cũng nói rằng con gái ông đã tiêm smutnik v và đã sinh ra kháng thể nga cũng cho biết vaccine này là an toàn và hiệu quả Nga hiện đang trong quá trình chuẩn bị thử nghiệm Sputnik V trên hơn 40.000 người. Bình luận của ông Putin được đưa ra vài ngày sau khi cơ quan liên bang về giám sát bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và con người Nga cho biết việc Vistor dự kiến sẽ kết thúc thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID Vũ Hán vào tháng 9. Theo Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Nga Denis Mentoro, việc xuất cản vaccine Sputnik V dự kiến bắt đầu vào mùa xuân năm 2021 trong khi đó, một quan chức cấp cao của Nga tiết lộ rằng 27 quốc gia đã bày tỏ sự quan tâm tới việc mua vaccine này. Thưa quý vị, và sau đây là bản tin cuối cùng. EU ký mua 300 triệu liều vaccine COVID Vũ Hán của công ty Anh. Quỹ ban châu Âu đại diện cho các nước EU ký hợp đồng mua ít nhất 300 triệu liều vaccine COVID Vũ Hán tiềm năng với nhà sản xuất AstraZeneca của Anh. Quỹ ban châu Âu hôm nay cho biết họ đại diện cho 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU ký hợp đồng chính thức với AstraZeneca sau thỏa thuận đạt được với công ty này hồi đầu tháng 8. Hợp đồng sẽ cho phép EU mua vaccine COVID Vũ Hán của AstraZeneca để cung cấp cho tất cả quốc gia thành viên cũng như tài trợ cho các quốc gia có thu nhập trung bình, thấp hoặc chuyển hướng sang các quốc gia châu Âu khác. Đây là hợp đồng đầu tiên EU ký với nhà sản xuất vaccine COVID Vũ Hán tiềm năng và cũng là hợp đồng vaccine COVID Vũ Hán đầu tiên có hiệu lực của EU. Hợp đồng cũng đặt thêm tùy chọn 100 triệu liều bổ sung để phân phối trên cơ sở tỷ lệ dân số cho các quốc gia EU. Quỹ ban đang làm việc không ngừng nghỉ để cung cấp cho công dân EU một loại vaccine an toàn và hiệu quả chống dịch COVID Vũ Hán càng nhanh càng tốt. Hợp đồng với AstraZeneca có hiệu lực là một bước tiến quan trọng về mặt này. Chủ tịch Ủy ban cho hay, vaccine COVID Vũ Hán tiềm năng của AstraZeneca đã được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 và giai đoạn 3 trên quy mô lớn sau khi đạt kết quả đầy hứa hẹn trong giai đoạn 1. Ủy ban châu Âu sẽ tiếp tục thảo luận về các thỏa thuận tương tự với các nhà sản xuất vaccine khác và đã kết thúc đàm phán với Sanofi ngày 21 tháng 7, Johnson Johnson ngày 13 tháng 8 và Moderna ngày 24 tháng 8. Ủy ban châu Âu ngày 20 tháng 8 cũng kết thúc phiên thương lượng đầu tiên để đàm phán hợp đồng cung cấp ít nhất 225 triệu liều vaccine COVID Vũ Hán tiềm năng với công ty công nghệ sinh học CureVac của Đức. Đây có thể là thỏa thuận cung cấp song phương đầu tiên của công ty với mục tiêu đảm bảo cung cấp vaccine cho 27 quốc gia thành viên EU, ngay khi vaccine được chứng minh an toàn và hiệu quả. Bản tin đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Xin quý vị hãy ủng hộ chương trình của chúng tôi bằng cách nhấn vào nút subscribe hoặc nút đăng ký ở phía dưới video này. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất.